Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế một ly soda phúc bồng tử. Thì gồm có là phúc bồng tử, soda, nước chanh, rồi rau húng lủi. Cách làm như sau. Rồi mình sẽ dùng ly Viva. Mình sẽ cho 10ml nước chanh. Rồi mình sẽ cho 30ml phúc bồng tử. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô ly. Rồi sau đó mình sẽ cho một cục đá. Rồi sau đó mình sẽ tớp soda. Rồi sau đó mình sẽ cho lá mặt hà. Rồi mình sẽ bỏ trực tiếp vô. Rồi mình sẽ cho một cây khoáy, một cái ống hút. Rồi mình sẽ cho một lát chanh. Đây là sản phẩm của mình. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn về bài học tiếp theo.